tài chính hơn 50 này đồng mới về thêm xe hai cầu nhé. Hai cầu mới 30, cầu số 3,5. Con này thùng thành đẹp lắm nha. Xe của Tân Thắng Eleo. Thùng dài 3m, lòng thùng 1m1, khẩu bì 1m85 nhé. Cầu 3,5, cầu hơi mình xài thắng cơ nhé, con nhíp. Thùng thành đẹp, con này nó sắt xi dưới đây 15, trên này là V nhé, trên này cũng V luôn. Số 3,5 chiến thắng, thằng tay thằng chân này đủ nhé. Thằng tay thằng chân ăn đó. Bơm trợ lực mới thay. Cụm số cần khô ráo nhé, lúc trước gần hết rồi. Máy 30 đồng đâu. Máy sáng sạch đẹp nha. Con này không có tời. Nhà nó mua về bỏ nó 1-2 triệu nó gắt cái tờ bô ly vô đẹp nha. Phần thắng. Đã 58 triệu. Lúc sau đều đẹp. Mình mua bán Zalo nhá. 0384545901. Zalo 0988371432. Xem xe trực tiếp có thiện cho like nhá. Ok, nhà mua đất hoặc là giao lưu xe đều được nhá.